Như chúng ta đã thấy, hiện nay mạng xã hội trở nên phổ biến, gần gũi với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Song song với việc mang đến những tác động tích cực, chúng còn lấy đi nhiều thời gian cho các hoạt động khác nếu chúng ta không biết sử dụng hợp lý mạng xã hội. Mạng xã hội tăng trưởng số lượng người dùng lên nhanh chóng, tuy nhiên tăng trưởng nóng luôn đi với mặt trái, nó cũng chính là cơ chế khiến mạng xã hội trở thành một nền tảng hấp dẫn. Chính vì thế mà giới trẻ hiện nay dành thời gian nhiều hơn để theo dõi các trang mạng xã hội, vượt xa hơn so với việc đọc sách. Cũng có rất nhiều người dùng lợi dụng việc phổ biến của mạng xã hội để câu view, câu like hoặc đưa ra những video hình ảnh không đẹp khiến nhiều người không hài lòng và dẫn tới náo loạn trên mạng xã hội. Bạn sẽ thấy mạng ảo đem đến cho mình những sự tung hô thật, những sự ngưỡng mộ thật và từ đó đương nhiên tạo ra những trường suy nghĩ, cảm xúc có thật trong con người mình. Mạng ảo đã làm thay đổi thói quen, hành vi, nhận thức của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải biết sử dụng mạng xã hội sao cho phù hợp với mục đích sử dụng.